trải qua là tin đồn. Thì bây giờ mình không có bất cứ một cái tin đồn nào xung quanh cái sản phẩm này cả, thì chúng ta mình tự đồn đi. Tự đồn. Bây giờ tự đồn, đi xem nào. Mình tự đồn lấy cái tên đi. Quang Trung, Duy Khánh xích mích cãi vã bỏ về giữa đoàn trong lúc đang quay chương trình. Có không? Có bao giờ. Nhưng mà cái chuyện đó nó hơi hy hữu không? Tại vì cái sản phẩm này là sản phẩm của Khánh mà tự nhiên Khánh bỏ về thì nó hơi hy hữu và Khánh cảm thấy là nó hơi phí tiền á. Đâu có đâu. Khánh bỏ về rồi Khánh lên lại. Ủa? Thì mình có vậy thì Khánh bỏ về để làm cái gì hả Trung? Bỏ về nhà làm cái công việc gì đó rồi chạy lên lại, hiểu không? Xàm xí cái, vậy cái tiêu đề thì mình cứ ghi vậy xong xuống mình giải thích lại. Mình phải giải thích đó. Thì Khánh bỏ về để làm gì đó xong mình trở lại đoàn phim làm việc vui vẻ. Thế bây giờ là có, ví dụ mọi người bình thường mọi người có tự nghe được một cái tin đồn nào xung quanh cái sản phẩm này hay là xung quanh việc hai người làm việc với nhau không? Em Khánh cũng hồng. Trời, xong rồi đòi là bây giờ mình tự bịa ra rồi tự nói về tin đồn nhưng mà lại không có một cái tin đồn nào cả thì làm sao chúng ta có đồn cái tin gì đi anh? Em đồn, đồn đi. Tự đồn đi. Không, tại vì Khánh thì Khánh không có giỏi đi nhiều chuyện với lại đi hay đồn chuyện này chuyện nọ. Tại vì cái tính Khánh là cái tính ít nói giống như Trung cũng vậy hả hay sao? Trung không biết nói luôn. Trung không biết nói là Trung câm hả hay sao? Trung mới tập nói ba kia. Nói làm sao? Tại còn em bé chứ bộ. Trời ơi, cười ghê giật mình luôn á. Tối gà luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ qua phần tin đồn này thì chúng ta sẽ đến với ngay phần đầu tiên, đó chính là thử thách. Thôi sao bỏ qua được, đồn cái tin gì đồn đi. Đồn đi, bây giờ đồn đi. Đồn tin gì? Đồn hai mình đánh lộn trong lúc quay phim. Ê, không có đánh nha. Đánh thiệt mọi người ơi. Những tập sau là các bạn không phải tin đồn mà tin đồn này là tin đồn có thiệt luôn. Những tập sau các bạn coi đây là Khánh với Trung đánh nhau. Đánh bầm mình luôn á. Hai người phụ nữ đánh bầm mình trên màn ảnh luôn mọi người. Trời ơi, đánh giỡn thôi nha mà hở ra hai cái đuốc hai cái tay tím le luôn vậy nè. Mọi người mà Tết á mở cho ông bà cha mẹ ngồi coi được. Hai người phụ nữ quýnh lộn trên màn hình đó mọi người coi đi. Đánh gì nè. Như là Smackdown luôn. Bôm bốp luôn á. Tại vì sao nó có giành thoại của mình rồi hỏi mình giành thoại của nó rồi hai đứa cứ thải nhau không biết đâu. Phải diễn mà cứ cương cương thấy ghét là đánh thôi. Là những tập sau thì sẽ có những cảnh bạo lực như vậy. Bạo lực có đánh. 16 cộng hay là gì không? Không, ý là chỉ có bạo lực. Ra đánh lộn là lên tới 18 cộng luôn rồi đó. Vậy à? Đánh quá mà ai cho trình chiếu bây giờ chiếu YouTube đó chứ định là chiếu TV. Mà chiếu Tết luôn á. Mà chiếu Tết là hả? Lúc mà gia đình quay quần với nhau mà chúng ta xem những cảnh đấy thì có hợp lý không? Thì ra là đánh yêu thôi mà tại vì hơi mạnh tay tại hai người phụ nữ hơi be con. Đánh nó bơm bóp vậy thôi chứ yêu á. Không, có nghĩa là khi mà khán giả truyền hình, khán giả mà gia đình nó họ xem thì họ mới cảm thấy được đó là những điều không nên làm. Đó là những điều sai. Đó là chúng ta muốn truyền tải những cái thông tin gọi là đả kích một cái vấn đề trong xã hội là những người phụ nữ to con hay đánh nhau. Giống như là mình tự mình làm mình tiêu cực xong mình kêu mọi người tránh mình. Đúng rồi, tránh mình. Rất là hợp lý đấy nha, một cái sản phẩm mà có rất là có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc và thông điệp rất là truyền tải rất là tốt như vậy thì chắc chắn là mọi người nên đón xem những tập tiếp theo của series này.